lâu rồi ạ. Cũng lâu rồi đấy. Nói chung là từ hồi mà ở ngoài Bắc mà vào đây, con cháu nó vào nó nói này chứ, cô bác ở ngoài Bắc ngày nào con cũng ăn, mà vào đây con kiếm hoài không có. Thế là cuối cùng nó bảo bác cứ nấu ăn thử đi, nếu mà ngon thì giá. Thế là nấu ăn thử thấy ở ngon thật, ngon. Thế về sau cuối cùng nó để tên quán là Độc Hương Quán. Tại vì Độc hàng Hương độc. Quán dạ. Đúng rồi, lúc đó là hàng độc mà không ai bán. Hàng lúc đó không ai bán, có một mình nhà mình bán mà. Tâm ra mới để tên quán, là nghĩ mãi mới ra được cái tên là Độc Hương Quán đó. Nếu mà người mà ăn cả hai thứ, tức là ăn đấy thì mình phải bỏ một ít huyết cẩm vào, phải không? Đó, một ít huyết cẩm. Cái xôi này mình cũng đồ như là xôi bình thường hả cô? Đúng, đúng, từ đồ mình hấp lên như bình thường. Nhưng mà ngâm được khoảng 6 tiếng, có nghĩa là mình hấp. Ngâm nếp 6 tiếng rồi mới hấp? 5-6 tiếng rồi đó, xong mình hấp. Hấp xong rồi bắt đầu mình đồ lên, đồ chừng nào thấy nó rẻ, không mà nó mềm nó thì là được. Có cho ra là được, còn nếu mà nó còn rời rời là nó chưa có được đâu. Xong bắt đầu mình lấy lên như thế này, xong bắt đầu mình cho một chút cơm rượu vào. Nếu mà ai ăn được cơm rượu thì cho một chút cơm rượu vào. Cho một chút cơm rượu vào. Mà nếp bắc thì nó mới có độ dẻo như đúng, thế này phải không cô? Chính xác. Còn nếp than đâu là nếp than ở trong này là nó rời ra. Nếp than mà ăn rồi. Nó ngon, kém ngon bà không bằng đâu. Nói chung là ăn không có thì ăn tạm được thôi. Chứ còn thật ra là ngon thì không ngon. Dạ. Nhưng mà tạm được tại vì biết đâu cái nếp này nó là màu nâu rồi. Đó. Mà cái nếp than là nó màu đen. Nếu mà nếp than màu đen màu đây đúng là nếp cẩm, còn chính ở trong xác. Đây là nếp than đúng đúng dạ. Nếp trong này nếp than mà màu nó đen là thứ nhất, thứ hai hột nó nhỏ mà nó dài hơn. Còn cái này hột nó tròn, tròn mà nó dẻo to đúng rồi mà nó dẻo, tức là cái phần cơm của nó nhiều hơn cái phần vỏ, còn nếp trong này phần vỏ nó nhiều hơn cái phần thì đây cơm. Là lần đầu tiên mà con thấy cô làm như thế, chứ những chỗ khác họ toàn làm bằng nếp than đúng mà. Rồi nếp than ăn không ngon đâu, ăn sẽ kém ngon, chắc chắn là ăn sẽ kém ngon, không ngon bằng. Đây em lấy ghế ngồi đi. Thôi khỏi khỏi làm đi về liền. Ghế ngồi biết chừng nào chân nó mặc quần jean nó mỏi chân. 10.000. Bên mà những chi nó 10.000. Cái này bao nhiêu một ly đây cô? 5.000 mà khách nhà em ăn không được. Nó mua về nó bỏ ngoài nó không ăn. Nó bỏ ăn rồi. Cho nó nhiều nhiều không? Thôi được rồi, cho vừa đủ ăn thôi chứ cho nhiều quá ăn không có nữa. Ở dưới là xôi nếp cẩm xong đây, rồi sữa chua nếp cẩm xong rồi mình bỏ thêm cái rượu cẩm lên trên rồi cho sữa chua vào. Bây giờ mình cho sữa chua vào. Cái đó là cái gì á? Sữa chua. Vâng, sữa chua nhà mình tự uống này rất là ngon. Nếu mà mua thì phải 100.000. Một hủ tiếu, một gà miến. Đúng rồi. Này là sữa Vinamilk hay là đúng rồi, không sữa nhà mình tự ủ nhưng mà bằng sữa tươi với bằng sữa ông thọ. Chứ còn không ngon hơn Vinamilk. Nếu mà ăn nếp cẩm thì ngon hơn Vinamilk đấy. Vinamilk cái độ chua của nó ít lắm, nó không có ngon đâu, ngon là được rồi. Cái xôi là hoàn toàn không có đường cho không, nên nó là không có một cái gì hết. Nên là mình phải bỏ thêm. Không có một cái gì trong đó. Ờ quan cái này hết rồi còn gì? Cái gì đó? Cái này gọi là cái gì? Sữa chua nếp cẩm. Mua ba ly là hai bà mấy cả Nhi hả? Đó là sao? Đá như vậy. Dạ rồi. Có bỏ đá thì nó mới ngon. Nhưng mà có ai mua về thì người ta không bỏ đá thôi chứ còn mua về thì bỏ đá đi. Con này bỏ đá cơm rượu nữa này. À. Cái mứt. Rồi, mứt. Ờ. Cái này là nếp. Không, người bảo vệ. Chưa chạy qua đây đó các cô người nó các cô không qua đấy đâu. Sẵn đây thì các cô mua rồi. Ừ, giờ gì nè? Nếp cũng ngoài đó luôn đó. Nếp cũng mang từ ngoài đó vào á. Cô xem thêm một cái miếng đi. Cô cho chị thêm một cái miếng nữa. Nếp Hà Nội hả cô? Ừ. Có đi về tới nhà là nó đổ. Rồi, phẩm. Úi giời. Ít. Vừa thôi, vừa đủ ăn thôi chứ không làm mà để đến đỏ mặt thì là... Ăn cái này rồi nghiền luôn hả cô? Ăn rồi nghiền luôn. Ăn lần đầu rồi lần sau nghiền. Cái này ăn nó dễ tiêu hóa cô ha. Dễ tiêu hóa nó đúng vừa rồi, có men rượu mà vừa có sữa chua. Đi cho em. Cái nếp này cũng lấy từ ngoài Hà Nội đúng vào rồi, hả cô? Nếp này mang từ ngoài đấy vào đó. Nếp này mang từ ngoài đấy vào chứ ở đây đâu có đâu.
bị hết mất rồi. Hôm nay không có. Thường đã bao hết mà. Ăn cái này có giảm cân không chị? Giảm đấy, giảm con estrogen luôn á. Nó sẽ đặc nhiều nha. Nó sẽ đặc nhiều. Vậy đúng là cũng hay là nếu một tí đá bên bỏ ngoài. Bỏ tí đá thì nó. Bỏ tí đá bên ngoài phải không? Sẽ đặc nhiều. Sẽ đặc nhiều rồi đó. Nhiều lắm rồi đó, đầy nhóc. Nói chung là ăn cái này là nó đủ dinh dưỡng. Ừ, đúng rồi đấy, đúng rồi, đầy đủ chất luôn đấy. Chị có hay ăn món này không chị? Ngon mà, dễ ăn lắm. Ví dụ như mình không quen á, mình chỉ ăn lần đầu nó hơi ngang ngang cái mùi nếp thôi. Chứ lần sau á, lần sau mà em ăn xong em nghiền luôn đấy. Thật sự là nghiền luôn đó. Mấy đứa nó nói cô ơi ngon quá mà ăn mà. Thèm lắm, từ xa lắm mà phải đến đây ăn đó. Em cầm cái muỗng ra lên thì đảo. Cô biết không, đi từ xa lắm mới tới đây ăn được, đi nước cẩm của cô tốn biết bao nhiêu xăng. Để đi ăn nước cẩm mà cô nghỉ bán đi chứ mình không buổi chiều bán đâu cô. Buồn lắm, bên số 8 Nam Kỳ. Buổi tối qua bên chỗ số 10 Võ Văn Kiệt. Bên chỗ số 8 Nam Kỳ đấy. Còn đến tối thì về 12 Võ Văn Kiệt. Là bán nguyên ngày đúng không? Nguyên ngày bán nguyên tối luôn. Ngon ngọt béo, nếp thì dẻo. Có vị hơi chua chua với lại có cái hơi mấy vị của sữa chua mà. Nó ngon. Còn có những đứa nó chỉ ăn xôi không. Còn như mấy cô ngân hàng mà lớn tuổi á, nó ăn cơm rượu không à. Còn có thêm cái đác của Nha Trang nữa. Mình bỏ thêm hạt đác của Nha Trang vào nữa, mình cũng nhiều người thích. Hạt đác là cô phải rim lên hả? Đúng rồi, hạt đác thì nó lạt. Người ta lấy từ ngoài rừng vào, cái đấy rất thiên nhiên đó. Nói chung đồ nhà mình làm là thiên nhiên không ạ. Tự nhiên, đồ tự nhiên không mà chứ không có cái gì hóa chất hay là chất bảo quản, không có cái gì hết đấy. Nhưng mà cái hạt đác là người ta ra rừng, người ta đốt, người ta mang về, người ta lấy hạt ra, người ta bán cho mình thì về mình phải nấu đường lên. Hoặc là sữa chua trái cây thôi. Sữa chua trái cây thập cẩm cũng bỏ xôi nếp này nếu mà mình thích ăn nếp thì bỏ nếp, còn không thích ăn nếp thì bỏ trái cây không. Nhưng mà đa số thường là cô làm với mít. Mít, nho khô, đác. Là thập cẩm á, ví dụ lúc trước cô còn có sen nhưng mà lâu nay cô nấu sen nó hay bị cứng á, cô không làm nữa. Đầu tiên là cô Hương bỏ xôi nếp cẩm vào đi. Rồi nếu mà ai muốn ăn mít ấy thì bỏ mít, còn ai ăn muốn ăn rượu thì bỏ rượu. Dạ, con không ăn mít thì cô cho con rượu cẩm thôi. Cơm là hết nhiêu đây nếp nhá. Dạ. Rồi cô bỏ một muỗng hay là một muỗng thôi tùy theo, nếu mà rượu mà mới làm xong nó ngọt ấy, thì bỏ hai muỗng, còn nếu mà rượu mình làm xong được hai ngày rồi thì mình cho như vậy được. Thì là nó nồng mà nó ngon, nó vừa ngon. Thế xong rồi bắt đầu mình cho sữa chua vào. Cho sữa chua vào. Đây cho sữa chua vào. Môi sữa chua đầy. Không, hai giá sữa chua này. Rồi, hai giá sữa chua, nếu mà nó vơi quá thì cho sữa chua này là nhà cô Hương nhà tự làm luôn. Rồi tự ngủ. Thế xong rồi bắt đầu cho thêm một miếng sữa đặc vào. Con chỉ ăn ít ngọt thôi cho nên cô cho con ít sữa đặc. Ít sữa đặc thôi không? Bình thường một ly thì hai muỗng, mà mình ăn ít thì cho một muỗng thôi. Không. Bình thường mình cho khoảng một muỗng thôi. Đây bình thường mình cho khoảng một muỗng. Cho con ít thôi. Được rồi. Đó. Bình thường thì hai muỗng. Trong cái này nó có cái nứt đó thì nó lại làm giảm cholesterol. Nói chung là rất là tốt, tại vì cái này á, những người cái nào làm giảm cholesterol, cái phần nứt đó, cái phần là cái này là nếp nứt, nó có cái phần nứt và cái phần vỏ gạo á, là những người mà ta giảm béo, mấy người ta chữa bệnh là người ta ăn gạo nứt muối mè đấy, thì cái này nó là nứt đó. Cái này nghĩa là cái gạo này nó có nguyên vỏ cám. Nguyên vỏ cám luôn. Thì nó có rất là nhiều vitamin và một cái hợp chất làm đúng giảm rồi. Cholesterol đúng trong rồi. Máu. Đấy, đây là một trong những món ăn dân gian của Việt Nam nè. Đúng rồi. Món ăn này rất là tốt cho sức khỏe.
đúng rồi. Mà như những người mà người ta mà mỡ trong máu này kia nọ mà người ta phải ăn gạo nứt muối mè thì người ta ăn cái này rất là tốt, tại vì cái này nó chính nó là nếp nứt. Mình ngồi đó là nhìn xuống hầm Thủ Thiêm á, dạ. Ngay hầm Thủ Thiêm đó, ngay cửa hầm Thủ Thiêm, nhưng mà bên hông đường hầm Thủ Thiêm, tức ngồi đó là sẽ nhìn được ra cửa hầm. Nếu mà khó tìm quá thì đến khu vực này hỏi là cô Hương, hỏi cô Hương bán nước sữa uống chua nếp ở cầm. Đâu, sữa chua nếp cẩm ở đâu thì ở đây ai cũng biết cô Hương, bởi vì là cô Hương đã bán lâu năm rồi. Rồi con cảm ơn cô nha. Cô bán là để từ 7 giờ đến 11 giờ. Tại vì 11 ngay đây là cầu móng. Đúng rồi, cầu móng. Mà 11 giờ là người ta đóng cửa rồi, cho nên là mình phải dọn đồ mới lại. Mình nghỉ thì hôm sau mình còn bán chứ đâu có mình bán mãi. Dạ, bán mãi.